Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây dịch bệnh bùng phát trên các loại cây ăn quả cùng với biến đổi khí hậu khiến việc sản xuất của bà con nông dân gặp không ít khó khăn. Vì thế, trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ là một trong những giải pháp hữu hiệu được ngành nông nghiệp nước ta khuyến cáo áp dụng để canh tác bền vững. Nắm bắt được xu hướng đó, anh Vũ Duy Tân ở xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện canh tác hữu cơ trên vườn cam rộng hơn 20 hectare của gia đình. Trong đó, để phòng trừ sâu bệnh cho cây cam, anh Tân sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc được chế biến bằng những nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Nhờ vậy mà sản phẩm cam của trang trại anh rất an toàn và tạo được sự khác biệt, được khách hàng tin dùng. Quả bồ hòn từ lâu đã được biết đến là một chất tẩy rửa tự nhiên với 18% là chất saponicid. Đây là chất vô định hình màu trắng, khi thủy phân tạo ra arabinosa sapogenin tinh thể giúp làm chất tẩy rửa. Nước bồ hòn sau khi đun lên được anh Tân sử dụng kết hợp với tỏi, ớt, hạt cau, lá lim, thuốc lào cùng rất nhiều loại cây khác phối trộn làm thuốc trừ sâu thảo dược phòng trị sâu bệnh trên cây cam. Thì cái nước bồ hòn này để làm gì? Để có thể hòa tan được cái tinh dầu ớt. Tinh dầu ớt là acid yếu thế nhưng mà acid của ớt này nó không tan được trong nước. Nếu mình hòa trực tiếp ớt với nước thì hoàn toàn mình không phun được. Tại vì nó không tan trong nước, nó gây vón cục lại, mà những cái chỗ nào mà để cái giọt ớt đấy vào thì nó gây cháy lá ngay. Thì mình phải dùng cái nước bồ hòn này để đánh tan cái ớt này ra, để hòa tan thành dung dịch. Và ngoài ra nữa, nước bồ hòn này còn có một cái tác dụng nữa là diệt khuẩn. Nó có thể diệt được các cái lấm bệnh như là đốm vòng, rỉ sắt trên lá cam. Nó gây bệnh nở loét trên cam, nó giảm đi. Cây thuốc lào cũng là một loại cây rất phổ biến trong việc sản xuất các chất phòng dịch hại hữu cơ. Với thành phần chính là nicotine, lá thuốc lào sau khi đun lên có tác dụng diệt một số loại sâu như sâu non, sâu mới nở. Thuốc lào được kết hợp với hạt cau giúp tác dụng diệt sâu tăng lên. Nicotine trong thuốc nào thì sau khi mà dùng trong môi trường thì sau chỉ cần 1-2 ngày thì hoàn toàn nó bay hơi hết, nó phân giải rất là nhanh. Tại vì hoàn toàn tự nhiên là mình nấu từ thuốc nào ra. Đấy. Còn hạt cau thì bạn biết rồi, rất là nóng, rất là say thì nó diệt được những cái con sâu ăn lá, sâu độc thân mà có bọ cánh cứng. Tỏi là thành phần không thể thiếu trong việc pha chế thuốc trừ sâu thảo mộc. Hàng chục kg tỏi được anh Tân ngâm ủ cùng với vi sinh trong những thùng như thế này. Tại từng thời điểm, tùy theo mục đích sử dụng, anh Tân sẽ phối trộn các loại nguyên liệu khác nhau để phòng trừ sâu bệnh. Thuốc được phun phủ bằng hệ thống phun sương tự động bên trên tán cây. Do vậy, lượng sâu bệnh giảm hẳn nhờ việc phòng bệnh thường xuyên và đồng đều trên cả một diện tích rộng lớn. Những cái chế phẩm nấu từ những cái nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên đấy, thứ nhất là đảm bảo về sạch, thứ hai nữa là sâu khi mà nó tiếp xúc với các cái chất cay nóng và gây say đấy thì nó có khả năng diệt sâu. Ví dụ như ớt này nó có thể làm nở loét hết các cái vùng da của sâu ra, để cho những cái thuốc nào hoặc là các cái quả bình bát gây say đấy nó tấn công vào con sâu đấy, để giết chết con sâu đấy khi mà con sâu ấy xuất hiện trên cái cây trồng của mình. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, mỗi tuần các chế phẩm như Trichoderma hoặc Tratozium hoặc các enzyme tổng hợp từ vi sinh cũng được sử dụng để phun phòng trị bệnh nấm trên cây cam. Những khi trời mát, trời ẩm thì mình hoàn toàn có thể dùng những cái chế phẩm trừ sâu vi sinh. Trừ sâu vi sinh thì mình phải hoạt hóa lên, như trong các cái phi này. Khi nó đến cái độ mà mật độ vi sinh cao nhất thì mình bỏ ra mình phun. Còn những cái chế phẩm như lấm đối kháng Tratomium hoặc là chi cho đẹp ma thì trước nay đang ứng dụng rất là nhiều trong nông nghiệp rồi, thì nó có thể hạn chế được những cái khuẩn lấm như Phytophthora fusarium đầu rễ. Đấy, để cho cái cây trồng của mình phát triển sinh trưởng không bị ảnh hưởng đến rễ và phát triển rất là tốt. Mới lại là nó không gây ảnh hưởng đến các cái côn trùng có lợi như là giun đất chẳng hạn. Là cải tạo đất rất là tốt thì nó hoàn toàn không diệt giun đất. Các chế phẩm vi sinh thường được phun phủ lúc chiều mát, bởi khi thời tiết trên 30 độ C, các chủng vi sinh bị tiêu diệt, tác dụng của vi sinh sẽ giảm đi nhiều. Việc sử dụng các thuốc phòng trừ sâu bệnh thảo mộc kết hợp với phun phủ vi sinh đã mang đến một quy trình phòng trị bệnh an toàn trên cây cam, giúp anh Tân từng bước thực hiện quy trình canh tác hữu cơ của mình. Khi mà mình không dùng hóa học thì mình không thể đòi hỏi nó hiệu quả y như hóa học được. Thế tuy nhiên là trên cả diện tích mình đang trồng là hơn 20 hectare như này thì mình thấy lượng sâu giảm hẳn, lượng bệnh giảm hẳn, cây rất là xanh tươi, quả không bị rụng. Tất cả các chỉ tiêu bảo vệ thực vật trong có dư lượng gì không thì hoàn toàn không có dư lượng gì, không phát hiện ra cái chất gì trong đấy cả, hoàn toàn tự nhiên.
Ngoài ra, tại trang trại, anh Tân còn áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp như dùng bẫy diệt côn trùng, phát cỏ bằng tay. Dù diện tích trang trại rộng, nhưng anh Tân vẫn duy trì việc thăm vườn thường xuyên để phát hiện sâu bệnh gây hại và kịp thời xử lý. Và những hình ảnh trong tiểu mục Mách nhỏ nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cùng nông dân ra đồng hôm nay tại đây. Mọi ý kiến thắc mắc bà con hãy liên hệ về tổng đài 1900 6145. Đến đây chúng tôi xin được gửi lời kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.